Người Do Thái xăm con số để tưởng nhớ Holocaust trên tờ Jerusalem. Do Thái bắt đầu lễ tưởng niệm Holocaust từ ngày Chủ nhật. Ngoài việc theo dõi những buổi lễ kéo dài trong 24 giờ đồng hồ, một số người Do Thái đã dùng một cách khác để tưởng nhớ Holocaust. Trong thời gian này, hàng triệu người Do Thái đổ tới các trại tập trung từng giam giữ và sát hại người Do Thái trong đệ nhị thế chiến. Đức Quốc xã đã xăm các con số trên tay tù nhân Do Thái để kiểm soát họ. Tuy nhiên, ở Do Thái, con cái và cháu chắt của những người sống sót tiếp tục xăm con số để có thể nhớ mãi gia đình. Tất cả mọi người trong gia đình của ông Joseph Diamond đều xăm con số 157622 trên cánh tay của họ. Ông Damian, lúc bấy giờ là một đứa trẻ bị giam tại trại tù Auschwitz, đã bị xăm con số này trên cánh tay. Cô Elisa Gia là cháu ngoại của ông, đã nói khi ông ngoại qua đời, con cháu tiếp tục nhớ và kể lại những câu chuyện mà ông ta đã phải trải qua. Ông Joseph Damian đã mất vào năm ngoái. Bà Yonasa Gia là con gái của ông, nói rằng phụ thân của bà đã mất cách đây 1 năm rưỡi. Hình xăm làm cho bà có thêm sức mạnh. Khi nhìn con số, bà cảm thấy có thể làm được tất cả mọi việc. Giáo sư Gadia dạy học môn xã hội học tại trường Đại học Hebrew nói những người xăm hình là những người không bao giờ muốn quên lịch sử.